Giáo xứ Đông Yên được thành lập năm 1927 với bổn mạng Thánh Phêrô. Sáng ngày 1 tháng 12 năm 2014, tại khu đất tái định cư, thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Giáo xứ Đông Yên tổ chức lễ đặt viên đá góc tường, khởi công xây dựng ngôi nhà thờ. Với kích thước chiều dài 75m, chiều rộng 35m, và ngôi nhà thờ này được cung hiến vào ngày 9 tháng 1 năm 2018. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã mở đầu trong bài giảng lễ cung hiến Thánh đường Giáo xứ Đông Yên vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2018 tại Giáo phận Vinh. Do ảnh hưởng của chiến tranh và sự tàn phá của thời gian, ngày nay các công trình nhà thờ, nhà xứ bị xuống cấp và hư hại nghiêm trọng. Vì thế, mỗi năm tại giáo phận có hàng trăm thánh lễ khánh thành hay đặt viên đá để xây dựng. Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để hiệp ý với Giáo xứ Đông Yên trong thánh lễ cung hiến nhà thờ giáo xứ. Tuy nhiên, với Giáo xứ Đông Yên, lý do xây dựng nhà thờ mới không phải vì nhà thờ bị chiến tranh tàn phá hay xuống cấp bởi thời gian, mà vì chính sách di dời dân cho việc quy hoạch và xây dựng khu kinh tế Vũng Áng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh năm 2013. Trong năm này, 2/3 giáo dân giáo xứ Đông Yên đã di dời đến khu tái định cư Kỳ Phương và Kỳ Nam. Số giáo dân còn lại vẫn sinh sống tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Sau biến cố đó, giáo dân Đông Yên bắt đầu lại một cuộc sống hoàn toàn mới. Mọi công trình được xây dựng lại. Nhà thờ hiện tại cũng được khởi công vào ngày 1 tháng 12 năm 2014. Đầu năm 2017, số giáo dân ở khu tái định cư xã Kỳ Nam được tách thành giáo xứ mới Đông Sơn. Đông Yên còn lại gần 3.600 nhân danh. Trẻ thơ bơ vơ giữa từng cơn mưa.
trong cơn mưa giữa một đêm vắng mà không ai thương. Giúp đỡ cho ngài, Chúa hay là người hiền nam, đi trên chiều xuồng ba lá đơn sơ để mong chờ một ngày non nước thanh bình. Chúa hay là người Việt Nam, bướm xuồng ruộng nương giấy hôm nay để chia sẻ giọt mồ hôi với chúng con. Mãi mê kiếm tiền trong từng bài giảng,